Con có thương mẹ không con? Dạ, con thương mẹ lắm. Nhưng mà con cũng thương anh ấy nhiều lắm. Con không được nói ra những lời này. Tuyệt đối không được, dù chỉ là suy nghĩ. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Trời ơi, ông nỡ lòng nào cho con một đứa con trai kỳ quặc như thế này. Là Tô Mi nam tử, sao con lại yêu ái với một nam nhân? Tại sao như vậy hả con? Tại sao hả? Tại sao hả? Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con cũng không biết nữa mẹ ơi. Con cũng đau khổ lắm khi mà chôn vùi tất cả mọi thứ trong lòng con. Nhưng mà mẹ ơi, con không biết. Không biết mình làm sao hết. Con nghe mẹ nói đây. Phúc Phúc, bình tĩnh lại con. Con nhìn mẹ đây nè. Dù cho con có mệt mỏi như thế nào, con cũng phải tuyệt đối giữ kín chuyện này, không để lộ sáo tai. Con nghĩ như thế nào nếu như chuyện này bị bại lộ? Miệng đời đáng sợ ngoài kia sẽ tha thứ cho mẹ con ta sao? Anh em chú bác của con ở dòng thứ sẽ tha thứ cho mẹ con của ta sao? Nghe lời mẹ, nghe lời mẹ, hãy quên bỏ những nhút nhơ thấp hèn đó đi con nha con. Nhút nhơ hai mẹ con chúng ta thì biết rõ mọi thứ mà mẹ cho là nhút nhơ thấp hèn là nguyên căn từ đâu mà mẹ. Nhưng mà bàn tay mẹ con chúng ta nhỏ bé lắm, không thể nào xoay chuyển hết tất cả mọi thứ mà định mệnh khắc nghiệt áp cho một thời con đâu mẹ. Con à, con à, tại sao con lại nói nhảm như vậy? Mẹ ơi, nếu cưỡng cầu không làm được gì hết thì thôi đừng cưỡng cầu mà mẹ. Nếu cưỡng cầu chỉ kèm là mất đi tình cảm mẹ con thiêng liêng của chúng ta mà thôi. Phúc Tuấn, không được nói nhảm như vậy nữa. Con là tộc trưởng của đại gia tộc Nguyễn Phúc, con không thể nói ra những lời ích kỷ như vậy được. Con nghĩ đi, nếu như sau này mẹ chết đi, sự nhục sẽ ra sao? Căn nhà hương quả này sẽ do ai nhang khói? Nếu như lỡ như mọi người biết được chuyện của con, mẹ con chết đi 100 lần, 1000 lần con không thể rửa sạch được tí tức nhua nhuốc này. Tại sao vậy hả mẹ? Tại sao lại là con hả mẹ? Tại sao vậy hả mẹ? Tại sao vậy mẹ? Tại vì ông trời muốn. Kim không đâm trúng thịt không đau. Nếu như con cho rằng đó là mẹ ích kỷ thì cứ như vậy đi. Mẹ có làm gì đi chăng nữa chỉ gì, mẹ yêu cha con, yêu con. Mẹ ơi, đừng như vậy mà mẹ. Con cũng thương mẹ lắm. Con trai của mẹ, nếu như con thương mẹ, con ở đây với mẹ, đừng bỏ mẹ đi đâu hết đi con. Con thương con không mẹ? Mẹ thương con. Vậy thì con đi vào căn nhà này đi mẹ. Phúc Tuấn à, nếu như con đi rồi mẹ ra sao đây? Phúc Tuấn, con có thương mẹ không con? Nếu như con thương mẹ, hãy tiếp tục ngoan ngoãn làm đại tộc trưởng ở gia tộc của mình. Nhớ nha con, con kịp nén bản thân của mình lại. Con à, mẹ xin con đó. Con không làm được. Không muốn cũng phải muốn. Sống ở đời này có những chuyện không muốn, nhưng con cũng phải ép bản thân mình làm cho được. Phải rồi, phải rồi, dù cho tốn tất cả bao nhiêu tiền đi nữa, dù bất cứ hạ sách gì, phải.
Phải rồi, chỉ cần thầy hay thuốc giỏi, thế nào con cũng sẽ có cho mẹ một đứa cháu đích tôn để nối dõi. Một người vợ không đẻ được, mẹ cứ cho con hai người vợ, ba người, bốn người, mười đứa cũng được nữa. Miễn sao nó đẻ cho mẹ. Mẹ có đẻ, con có chạy. Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi. Sao mẹ lại có thể nói những chuyện thấp đức như vậy hả mẹ? Sao thầy có đàn bà con gái người ta là gà để trứng luôn hả mẹ? Tại vì mẹ cũng là phận đàn bà. Mẹ ơi, vì mẹ có chiếm con cũng không làm được đâu mẹ. Con sẽ không làm được đâu mẹ ơi. Con là con trai cưng duy nhất của mẹ. Sao mẹ nỡ giết con chứ? Con có nghe mẹ nói không? Dạ. Mẹ tin con mà. Con hứa với mẹ đi. Con hứa với mẹ đi con. Con không làm được đâu mẹ ơi. Làm được. Hứa với mẹ. Không, đừng ép con mà mẹ. Con xin mẹ đừng ép con mà mẹ. Nếu như con không hứa với mẹ, mẹ tự giết bản thân của mẹ cho rồi đi. Đừng mà mẹ. Con hứa không? Con hứa với mẹ không? Mẹ ơi mẹ. Con hứa đi. Đừng ép con mà mẹ. Thôi. Mẹ ơi con hứa. Con hứa đi. Con hứa mà mẹ ơi. Con hứa mà. Con hứa mà. Anh cũng thua rồi. Chết ra bắt qua vừa rồi còn thiếu đi một vị thuốc, đó là loại thuốc nhân tình. Tôi đã thêm vào đó là có mê tâm, cho nên anh đã bị thần trí điên loạn và gây ra ảo giác vừa rồi. Anh thua rồi, anh cũng thua rồi. Nữ cả trong mỗi nhà bà sẽ tuyệt tử. Mày không được nói con tao như vậy.